Anh đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi, đi mấy cái thẩm mỹ viện chi cho tốn tiền rồi không hiệu quả gì hết trơn. Thì là da em đi, đen thù lùi có giống con người không? Thì em cũng chỉ muốn làm đẹp hơn thôi, ai ngờ gặp thẩm mỹ viện đểu đâu. Anh không còn lời nào để nói với em luôn á. Thôi em tự cứu lấy da của em đi, đừng để anh không muốn nhìn mặt em nữa. Trời ơi, sao chị không biết sợ là gì vậy? Chị có tin ba cái báo lá cải trên này toàn lừa đảo không à? Chứ bây giờ chị phải làm sao? Chị đâu có biết Hồng Anh đòi không nhìn mặt chị nữa kìa. Sao chị không hỏi em? Da của chị á không phải là không có cách cứu, nhưng mà chị phải kiên trì cơ. Bây giờ hả? Da chị mà trắng lên, chị làm gì chị cũng làm hết á. Vậy thì chị dùng cái này đi. Cái này là tắm trắng cao cấp là ông 30 giây của nhà Madrid, cực kỳ tốt nha. Nguyên liệu nhập khẩu 100%, không chất cấm, không gây bào mòn, không gây kích ứng da. Hơn nữa trong sản phẩm này vừa giúp chị tẩy da chết nè, vừa dưỡng trắng nâng tung da, lại còn thơm mùi nước hoa sau khi tắm nữa. Chị kiên trì dùng trong một tuần thôi là da đã trắng sáng rõ ràng rồi. Trời, hay quá vậy. Biết vậy chị hỏi em sớm hơn, đỡ mất tiền, đỡ mất công. Sau này chị muốn làm đẹp gì cứ hỏi em tư vấn cho.